Ok anh em, mình làm cố gắng làm cho xong cái series này luôn nha. Để cho anh em có cái coi. Ủa không làm cái phần nào rồi ta? Đợi xíu chứ. Trận chiến tại Phasanod. Chuẩn bị caster. Thì chắc là phần này xong rồi. Dầm qua phần đế chết La Mã này. Ngay cả khi La Mã thống trị thế giới và đạt đến đỉnh cao văn minh, những hạt mầm mâu thuẫn đã mọc rễ và cái vết nứt đã xuất hiện bên trong viên đá cẩm thạch. Theo thời gian, những cuộc xung đột nổi dậy, hãm họa xảy ra. Liệu bạn có thể tiêu diệt những âm mưu dập tan những cuộc nổi loạn từ biên giới và chống chịu những cuộc cướp bóc của những kỵ sĩ tàn bạo nhóm chống lại nền văn minh? Bạn có thể cứu La Mã khỏi sụp đổ. Ok. Mark Antony has trận taken chiến the tại crossing the Gulf of Andrea in a maneuver designed to strike quickly at your camp. Clear path. Nói chung là tôi sẽ đọc này trước nè. Âm 31 trước Công nguyên. Mark Antony tấn công băng qua vịnh Ambasia và kế hoạch cơ động để tấn công nhanh vào doanh trại của bạn. Trong khi đó, Cleopat theo thuyền trong vịnh và được hải quân Ai Cập bảo vệ. Nếu tấn công của Antony bị đẩy lùi, bà sẽ dễ chạy trốn về Ai Cập để tập quân tiếp diện. Số phận của bạn đang ở trong tay của chính bạn, Octavian. Hãy dán một trận chiến mạng cho kẻ thù ngay tại đây và không kẻ nào có thể thách thức danh hiệu hoàng đế La Mã của bạn. Mục tiêu tiêu diệt nhà chính của hai pháo đài địch, đánh chìm tàu của Leopard. Đâu đã đọc lịch sử này kìa. Sau khi Julius Caesar bị ám sát là phần trước anh em, cũng La Mã luôn, vào năm 44 trước công nguyên. Hôm nay rất giỏi nhưng bị ám sát ha, kiểu như giống tổng thống Mỹ vậy, là giỏi rồi bị giới bị ám sát. La Mã bị lôi vào một cuộc xung đột giữa các phe phái chính trị. Trong tình thế hỗn loạn đó, có ba thế lực nổi lên rõ ràng là Mark Antony, đồng minh thân cận nhất của Caesar, ông này là chắc là bạn bè gì của Caesar, Octavian cháu trai của Caesar, và Marcus Milius Lepidus, đại giáo chủ La Mã. Sức mạnh của bộ tam vua thứ hai bắt nguồn từ Lestitia, một bộ lực cho phép họ có được quyền lực gần như tuyệt đối. Tại trận chiến Philippi năm 42 trước công nguyên, họ đánh tay các lực lượng của Batus và Cassius, hai kẻ chủ mưu ám sát Caesar. Octavian chứng minh bản thân một nhà chính trị xuất sắc, bài của việc tạo ra các liên minh chính trị và lợi dụng tâm lý của người dân để hỗ trợ cho mục đích chính mình. Trong vòng một thập kỷ, liên minh chính trị và biến động giữa hội tam hùng đã được gắn chặt hơn bởi các lết qua lại giữa Antony kết hôn với em gái của Octavian, nàng Octavia. Antony kiểm soát phía đông trong khi Octavian kiểm soát phía tây. Vai trò của Lepidus ngày càng bị lu mờ. Antony đã sử dụng đã gây một sai lầm nghiêm trọng khi phải lòng Leopold của Ai Cập và xa lánh người vợ của mình để gần gũi với Leopold vào năm 33 trước công nguyên. Tận dụng cơ hội, Octavia sử dụng sự xúc phạm này khiến thượng viện và người dân La Mã không ủng hộ Antony nữa. Thượng viện đồng ý tuyên bố chiến tranh với Leopold, sau đó mở đầu chiến tranh với Antony sau một số hành động lực lượng của Octavian và Antony đụng độ ở Asium gần vịnh Ambasia vào năm 31 trước nguyên, đạt được chiến thắng quyết định. Octavian đổ xung phần lớn lãnh thổ của La Mã ở phía đông và vùng đất lớn mà ông đã sở hữu. Antony và Leopold chạy trốn về Ai Cập và tiếp tục tuyển thêm quân đội mới. Tuy nhiên, quân lính địa phương lại quyết định đứng về phía Octavian, khiến Antony và Leopold quyết định tự sát để tránh khỏi việc bị đem đi diễu phố ở thành La Mã trong ngày vinh quang của Octavian. Theo truyền thống của La Mã, Antony tự tay dùng kiếm để tự sát, còn Leopold lại cho rắn độc cắn vào ngực mình. Tại sao lại cho rắn độc cắn mà không cho ai khác cắn? Rất nhiều anh em sẽ
sẽ muốn thi hành cái hành quyết này đúng không? Trong khi đó, Octavian tiếp tục củng cố quyền lực của mình ở La Mã. Ông tiên tuyên bố chức danh Princeps Civitalis, công dân thứ nhất, bản thân mình và cuối cùng trở thành hoàng đế đầu tiên của đế quốc La Mã, mới hình thành trong thời gian trị vì danh hiệu của ông là Agathocles Caesar, Caesar đời thứ 8. Ok, thì Leopold với anh đi này nghe phong phanh đó, đọc phim đọc truyện Doraemon nghe có tập nào á, nhưng mình cũng không biết hai người này là ai ha. Leopold thì nữ hoàng Ai Cập thì nó cũng nghe danh lâu, Tony hình như là tướng gì. Ok, chiến sử này cũng khá dài dòng, người thì đồ sắc. Ok, do là cái này là trận lên một trận văn minh mới, để mình xem cái kỹ thuật nó có gì nữa. La Mã à, La Mã này hình như mình đã coi rồi đúng không, nó vẫn là quân La Mã nè, nó chưa đến một trận văn minh khác nha, thì nó cũng bao nhiêu La Mã thôi, bình thường thôi. À, đồng minh nhiệm vụ gì đây, tên tôi ngoài em được cái địch không, mắt Tony lừa bật ra là quyền cặp vậy, giúp mình đóng vai ông Sylvia gì đó đúng không, mình tiêu diệt anh Tony với Leopold này, tiêu diệt thuyền của Leopold, tiêu diệt nhà chính. Ok, Norfolk. Quá gì vậy? Sao cái dừa? Không sao nè. Để coi sơ này. Rồi quýnh hằng đỏ hằng vàng xong đến hằng đâu, thằng anh Tony đâu không thấy nè, lính anh Tony này là gì, Ai Cập. Mình chắc cũng không có gì lạ, không gì khác lạ nữa. Có lương tư gõ luôn hả? Dài
Cái tôi nâng cấp này lên thử coi nó có ra gì mà. Thời kỳ đồ sắt này là nó cũng trải qua bốn thời kỳ quá. Rồi nói chung là mình cái LE1 này nó chỉ có bốn thời kỳ anh em, tới đồ sắt là hết à. Và nó chủ yếu là nói về các cuộc chiến này cổ đại ha. La Mã, Ai Cập rồi Babylon rồi. Muốn nâng được lính La Mã anh em phải có cái nâng cấp ở chỗ cái đền thờ nha, nâng cấp cùng tính nha. Nó mới nâng lên được lính La Mã. Đây tôi mua kỳ sĩ này coi nó xe ngọc hồ này cái ra gì. Này thì chắc lên lên mã này nè. Ngày tư gỗ mẹ mắc phải cái đáy. Cái gì? Ngày tư hạch chúng phải gỗ hả? Xe ngựa hồn này nói chung là có hai ngựa với lính thôi, cũng không có gì lắm. Xe bắn đá, xe bắn tên, một diện. Nhà lính, nhà ngựa. Phật lắc. Năng chơi hơn em, năng để viết kiến trúc. Nói chung là nó cổ thuộc La Mã thôi. Này đang xoay quanh La Mã là nhiều. Cuộc chiến của mình La Mã là nhiều. Lính này khác nè. Đó, nó sẽ lên nè. Quân La Mã nè. À. Mẹ nó chỉ nói chung cũng không có gì đặc biệt nữa. Tránh mất thời gian của anh em nữa thì nên từ từ để đi dẫn mấy thằng Forlock hả? Centurion. Đăng cấp bên này mau tốn tiền. Đi dẫn mấy này vô đây quánh đi. Quánh thử coi. Xe ngựa này có vẻ chạy khá nhanh. Đứng đường dài. Rồi hai là tôi hết rồi. Chuyện này cũng phải nhờ đến ba mama ra. Ba mama and me. Có ba mama chứ nhanh chứ quấn mấy kia thì nào.
bắn chết lính cái bà mất máu rồi không? Trong tâm sĩ. Cái nhịp nhà chính. Hiện đâu? Nãy như có cái nhà thiền mà bắn tàu nên nã bánh xác à. À, chắc lên được nhà. Nhà bắn tàu thôi. Giờ mình cũng không cần lên tàu bắn đá, tàu chia rồi chiến để làm gì. Không cần thiết anh em. Tàu của bọn này nhiều vậy. Thuyền của Leopard đâu? Chưa rồi chiến. Thuyền của Leopard nằm đây nè. Thuyền của Leopard hả? Vô tôi tàn phá hết. Thank you.
Mấy thằng này dám nhắm cất cả. Your glorious victory over the combined forces of Antony and Cleopatra has compelled them to flee to Egypt. Although some additional maneuvers will doubtless be required to secure the lands that had rebelled under Antony, the main danger is past. You have solidified your control of Rome, and you are now positioned to take more power than any Roman ever has before. Soon the citizens of Rome will be heaping endless praise on you during your triumph. Chiến hành quân của bạn đã của bạn trước tiên cứ liên quân của Antony và Leopold đã buộc họ phải hát chạy bay cập. Tuy rằng các kế hoạch bổ sung để bảo vệ cái vùng đất nó giờ chống lại dưới thời của Antony thì mối nguy hiểm chính là qua bạn tăng cường. Cường kiểm soát La Mã và giờ đây bạn đang ở vị trí có quyền lực cao lực hơn bất kỳ người La Mã nào trong đó chẳng. Còn nữa những quân dân La Mã sẽ không ngớt khen ngợi bạn đi khi chiến thắng kẻ thù. Ok, kết thúc phần này đây nha anh em.